cái bộ này là mình tự chế hay là mình mua ở đâu? Mua công ty bên Hưng á. Công ty bên Hưng á. Ở thành phố hay là ở Đồng Nai á? Ở Đồng Nai hả? À. Một bộ vậy là bao nhiêu? 1,2 triệu chưa tính tiền ship. 1,2-50 ngàn chưa tính tiền ship. 1,2-50 ngàn chưa tính tiền ship. Cái này là dài nè, mình để tay trái cái ngắn này để tay phải. À. Mỗi lần mình lên là chân đạp nó dính lại ha. Hay chứ. Cái đầu mình mở cái giò ra, nó bung ra, đạp lại dính lại nè. Nó khỏe ha. Đây là một kỹ thuật leo dừa mới, lần đầu tiên mình được thấy luôn. Rất là khỏe re. Cao cỡ nào cũng tới nơi đúng không? Đúng rồi, cao cỡ nào cũng tới. Một tí xíu nữa xuống là xuống sao? Hay quá. Đang thấy mấy ông kia là ông leo bằng tay không ông ơi? Mình tăng tiến, mình chơi cái đồ này là quá khỏe. Hôm nay tình cờ là coi như là thấy cái anh leo dừa ngay trước nhà mình luôn. Mình quay cho tất cả mọi người cùng xem. Đây là một kỹ thuật mới, rất hay. Quanh nhà mình là cây dừa rất là nhiều các bạn. Cây dừa bên nhà hàng xóm quá trời. Thật sự là lâu lâu là thấy có người đi thâu mua dừa, người ta ghé tới đây người ta hái dừa. Khu này hồi xưa dừa rất nhiều, nhưng mà vì cái sự phát triển của đô thị, nhu cầu nhà ở người ta đã chặt phá rất là nhiều, giờ còn lại một ít. Mấy bạn thấy ảnh đang leo lên trên cái bệ để chuẩn bị đem dừa xuống, rất gọn gàng nhẹ nhàng. Không biết xa vậy mọi người có thấy hay không, mình nhìn ngay này, mặt ngay cái lúc ngay mặt trời nằm ngay cái cây dừa này luôn, cũng hơi chói mấy bạn. Đang đưa dừa xuống đúng không? Đúng rồi. Rồi cho dừa xuống đi. Đây mấy bạn xem, tiếp tục. Trong vòng nháy mắt, anh ta đã đưa được quầy dừa xuống. Đây rất gọn gàng, an toàn. Dừa không bị bể. Nhẹ nhàng, một mình anh ta làm, chẳng cần ai đi theo hết. Dừa đây để mình phủ cho tay. Đó, một quả dừa rất là nhiều trái. Bao nhiêu trái ha? Bạn thâu mua nhiêu trái? Không, nhưng mà thâu mua bao nhiêu trái? 5,000 trái. Rồi đi xuống đúng không? Rồi mình quay cho mấy bạn xem nè, anh ta di chuyển xuống, lên cũng như xuống rất là gọn gàng, khỏe re như bò kéo xe, không phải như mấy anh kia leo bằng tay bằng chân thủ công như ngày xưa nữa. Một kỹ thuật leo dừa rất là hay, không thể bỏ qua được. Chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem. Không biết cái người nào sáng tạo ra cái bộ leo cây dừa này rất hay, khá khen cho cái người đó. Với giá 1,000,000 mấy, nãy nói 1,000,000 mấy quên rồi, 1,250,000 chưa tính tiền ship.
Đó, thấy mấy bạn thấy không? Rất hay. Một bộ này là xài thêm thu luôn chứ làm sao hư được. Thay cáp này thôi, thay cáp này thôi, nó mòn cáp này. À, mòn cáp làm thay thôi. Một triệu hai. 50 ngàn rất rẻ. An toàn khỏe re. Leo dừa nó mất sức lắm bạn. Mất sức nhưng mà cái này thì nó không có sao chứ. À, hồi xưa mình là hồi trẻ mình cũng đã từng leo rồi, rất chạy ngực chạy đồm lắm hết. Cái này là nó chỉ là hư cáp. Hư cáp thì mình thay cáp, còn cáp là 280 ngàn. À. Nó bấm đầu vô đây mình xài, còn cứ là thay cáp thôi chứ không hư gì hết. Bạn tên gì? Em tên Bằng. Tên Bằng ở là gì mà ở khu nào? Sông Ghẻ hả? Sông Ghẻ ở dưới chỗ Vinh Tân hả? Sông Ghẻ ở chỗ trường học cấp 2 Bà Thạch á. À bên đó hả? Ở chỗ Bà Thạch á. Rồi xin cảm ơn bạn nha. À, okay. Rồi chúc bạn thâu mua dừa được nhiều, làm ăn khấm khá. Đó mấy bạn coi dừa nè, quá trời luôn. 5.000 một trái. Không chì trước, không gì hết. Không có đụng chạm gì hết thì sức này ra chứ. Rồi cái nước nó không có bị chua đúng không? Mình mà thảy từng trái nó nước nó bị chua đó, không đơn giản đâu. Đúng rồi. Vậy mình cột vô cái là mình mở ra mình xả từ từ xuống nè. Cái này nếu có cái này thì mình đi một mình thôi là được rồi, không có hai người nha. Thấy mấy người kia là đi cả vợ cả chồng luôn á. Cả vợ cả chồng là leo không nha. Bọn này là một mình đi thôi nha. Chứ mà hồi xưa giờ tôi đâu thấy ông tới đây đâu. Tại không, anh không có nhà. À, bé là mấy lần. À. Rất hay. Rồi, cảm ơn bạn. Như cây dừa rậm này là bạn leo sao? À, cũng như bây giờ cái này này á, không? À, cái cặp này này ha. Cái này á thì nó áp dụng cho những cái tình huống là đặc biệt, cũng như là cây dừa này bây giờ nó lâu năm không ai sửa, đúng không? À, nó rậm quá đúng không? Khó lên đúng không? À. Không thể nào lên được nếu mà đi bằng chân nha. À. Có cái này thì mình sẽ lên sẽ làm bước ok, chiều nay em sẽ xử lý cây này. À. Anh có nhà thì anh sẽ quay cây này cho em nha. À. Cái cây này rậm theo mình nghĩ là lên rất là khó, rậm lắm. Rất là khó luôn. À, cặp này là giải quyết được hết đúng không? Đúng rồi, cặp này giải quyết được hết. Rồi. Và chiều có gì mình sẽ quay tiếp. Dạ.